losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Khu vực Lê Lợi, đường là đường Lê Lợi nha. Nặng lắm, để cầm cho nha. Đây có con mèo nè, con cầm lên con mèo đi, ba chụp cho. Đây khu vực đường sắt nha các bạn. Ở đây nói chung là khu vực đường sắt mà nó bán tùm lum hết nha. Bán nhiều, nhiều mọi thứ lắm. Bán cả đồ ăn nữa mà. Ví dụ như các bạn đi á, thì các bạn có thể mua luôn đồ ăn. Đây phục vụ mùng 1 Tết á. Đây là giao giữa quận 1, mình đang hướng về Nguyễn Huệ nha, chỗ đường Khoa đó các bạn. Chỗ này là cái station nha, đường rất là đông các bạn. Lê Lợi đường rất là đông, đây là khu vực Hoa Mai nè các bạn. Khu vực trước cái Sài Gòn Center nè, quá trời, đây Sài Gòn Center nè. Đây đông lắm nha, đông lắm. Rất là đông nha các bạn. Giờ mới chi vậy? Đông lắm. Người đi chơi mỗi mùng 1 Tết luôn. Phương Nam Phúc lễ hội sách Phương Nam á nha, lễ hội sách Phương Nam cũng có bán đồ chơi luôn á, thấy không? Nó cũng có bán đồ chơi luôn, có nhà bông rất là nhiều chút xíu qua xem thế nào. Tới đường Hoa Nguyễn Huệ rồi nè. Qua liền qua bên kia đi coi. Tới đường Hoa Nguyễn Huệ rồi. Đây năm Quý Mão ở trong vị trí. Mọi người cũng đi chụp hình. Ê, hình người nhiều không? Giống TikTok á, nhớ không? Hồi đó là người thiệt á. Họ đứng hay luôn, họ đứng yên chỗ luôn á, hay lắm. À, hình người thiệt á. Bắt đầu hình người thiệt á.
người mà. Anh nói hình người. Đấy, hình con mèo à, mèo bự á. Cái này là tò he. Mấy hình tượng á, mấy tò he á, hiểu không? Đông như này sao chụp hình vậy? Rất là đông luôn nha các bạn. Đây nè. Panda nè. Koala. Cầm cái áo à. Chui vào cái mèo này mà chui cho. Đưa cái mặt vô đi. Nhanh. Đưa cái mặt vô chụp được á. Tới được giữa rồi, khỏe, giờ rộng rãi vậy nè. Nhưng mà trên kia nó làm cái cầu gì đó, rất là xa luôn á, thấy không? Để mình tới xem nó nào nha. Đi lên cầu kìa. Đi lên cầu. Có cái dàn cầu này đẹp luôn á. Khu bên kia là cái Palace Hotel. Trời bắt đầu tối nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Cầu phải không? Đông quá trời đông luôn.
chứ không phải là phải chạy con mã ra để đi vô trong đấy là được. Đây là khu vực trước cái thằng Sunwa Tower các bạn. Các bạn thấy nó nhìn kỹ không? Rất là đẹp hả các bạn? Sunwa Tower còn này là cái màn hình lớn các bạn. Màn hình lớn đặt giữa trời á. Để phục vụ mấy cái cảnh, mấy cái quần áo rồi giới thiệu về phong cảnh của Việt Nam. Hai cái màn hình lớn đó. Giờ bắn rồi nè, chụp đi. Các bạn thấy
cao để chụp đâu. Chép mẹ nè. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean?